Ta-da! Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Papi. Rồi, và đây chính là cái map nhẹ nhàng trong cái tiệc trò chơi mini game trong Play Together. Oh, no. Và đây là một cái map siêu dễ và cũng như là cực kỳ ưa thích của mình đã ở trong game nha các bạn ơi. Và mình vừa phát hiện có thêm một cái map y chang giống như thế này trong game PUD. Đây nè các bạn ơi, map nhẹ nhàng. Và cái map này do bạn Yuto thiết kế nha mọi người. Và mình thấy cực kỳ giống luôn á. Tính khoảng là tầm 99.96% nha các bạn ơi. Ù là trời. Không biết là các bạn này thiết kế như thế nào, mình thấy rất là y chang luôn. Wow. Và cái lý do mình thích chơi game build vì là nó giống Play Together đó các bạn thôi. Đó, và mình chơi rất là nhiều những cái map trò chơi tiệc khác nhau đó trong build rồi. Và mình sẽ là đi bằng xe máy cho nó nhanh nha các bạn ơi, đó tăng độ khó chơi game nha. Ê, hình như là bị rớt xuống hố, sẽ quay lại từ đầu nè các bạn ơi. Nope. Rồi ok, đã tôi sẽ là đi bằng xe máy nha. Không biết các bạn có chơi cái trò này hay không đây. Đó, mà chơi các bạn dưới mình nha. Đó, tên là Top 1 BB nha các bạn ơi. Rồi, và không biết là cái game này mình kêu là BUD có đúng hay ta? BUD hay là BUD hay là BUD? Đó, và các bạn gọi cái tên game này là tên gì? Rồi, đó, và mình thấy cũng tương tự đó các bạn, nhưng mà nó dễ hơn á. Tại là mình thấy là nhúng khá xa luôn, tại là mình dùng xe máy mà. Rồi, đó, chui vô mình đã về đích rồi các bạn. Ôi, wow, ghê chưa? Rồi, lượn ra một vòng cho nó chắc nè các bạn ơi. Đó, mình vừa về đích mà mình đi ra được ngồi được luôn, ảo thế nhờ. Đó, các bạn ơi. Ok, rồi và cái phần về đích này nó cũng y chang luôn nha, nó không khác gì hết. Rồi và các bạn nào mà chơi game BUD có thể vào trong cái map này để trải nghiệm thử nha. Mời đẹp. Và đây là ba bạn may mắn đã comment trong cái clip trước của mình, đã là chúng cái gói trang phục chào mừng. Bạn đầu tiên tên là Cute Gấu Nâu. Bạn thứ hai tên là Quỳnh Nhu 1888. Và bạn thứ ba chúng đó tên là Tuấn Anh. Và xin chúc mừng ba bạn này nha. Và các bạn hãy tiếp tục tham gia cái sự kiện mini game này của mình đó bằng cách là comment cái ID nhân vật, tên nhân vật và chọn gói trang phục chào mừng. Ở đây trong clip sau là mình sẽ chọn ba bạn ngẫu nhiên may mắn để mình tặng cái phần quà này nha. Và đặc biệt khi tham gia các bạn nhớ là like video này và đăng ký kênh thì mới là hợp lệ. Ta-da, và chưa gì là sắp hết sự kiện rồng rồi đó các bạn ơi. Bữa nay là ngày thứ 10 rồi. Và mình đã nhận 3 bình nước phép thuộc tính thủy nè, đó còn 4 ngày để nhận quà nữa nè. Và hôm nay nhận cái kính cá heo hồng nha các bạn ơi. Đó, và những bạn này mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh có thể tham gia cái sự kiện Slay mùa hè đó vào ngày 7 tháng 7 nha. Đó, để nhận cái phần quà cá heo hồng. Wow, và đây là các phần quà trong cái sự kiện nè, đó 3 quả trứng nè, đó 3 bình nước phép xanh và 3 bình nước phép màu hồng nha các bạn ơi. Nhớ là lần nhập vào game nó nhận cái phần quà này như là còn ngày mai nữa đó. Và các bạn cũng đừng có quên một cái điều đặc biệt này là game đang tăng tỷ lệ xuất hiện đó những cái nguyên liệu chế tạo bít rồng nha các bạn ơi. Nói chung là bạn nào mà thiếu trứng đó thì có thể là vào game và cũng như là đi khai thác gỗ nè, đó khai thác câu cá nè các bạn ơi, đó phải đi bắt slime á, nó cũng sẽ là có xác suất tỷ lệ ra cái trứng tươi nha, không cần là phải đi nhặt đâu mọi người. Rồi, và mình sẽ chế tạo thêm một cái bình nước phép xịn sò nữa đó, chuẩn bị là kiếm đủ 12 bình nước phép xịn nha các bạn để tươi ghép thành 4 con bít. Rồi, và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái bộ VIP đỏ mùa công viên sắc gold nè các bạn ơi. Và đó chính là cái bộ VIP đã hợp tác với một cái hãng game là The Dragon Village. Đó, và chúng ta sẽ có một cái thuyền phản lực cá màu. Wow, và xem cái thông tin nó như thế nào đây. Tốc độ 7 luôn. Và có thể được câu nha các bạn. Và đi được hai chỗ, quá là xịn sò mọi người ơi. Ủa là trời, rất là hóng về cái chiếc thuyền này luôn đó. Rồi thêm bộ đồ trang phục thú bông sắc gon nè. Đó, trang phục hợp tác nha các bạn ơi. Rồi một cái đường trượt sóng khổng lồ nè, hồ câu cá bể bơi nè, to ghê chưa. Đó, không biết là câu cá gì ở trong đây, không biết có cái mặt hay không đây. Đó, thêm các món đồ nội thất nè mọi người. Đó, rồi phao nè. À, cái này cái gì? Thảm các bạn ơi. Thảm cát, xin xa. Nhưng mà đặc biệt là ngày hôm nay là game vẫn gửi cái gói VIP này chậm cho mình. Nên là mình chưa có thể review cho các bạn được về cái chiếc thuyền cá mập này. Nhưng mà không sao các bạn ơi, ta-da, và đã có chị Thảo lẻ lo cho mình rồi đó. Để mua sẵn cái gói VIP này từ rất là sớm luôn. Đó, mình phải review cho các bạn cái thuyền này mới được. Đó, và cái thuyền này sẽ ở một level đầu tiên luôn nha, đó là level 1 nha các bạn ơi. Wow, một cái chiếc thuyền cá mập kéo xe, đó giống như là xe tuần lộc đó các bạn ơi, nhưng mà lại kéo dưới nước nha. Và tiếp theo đó chính là cái bộ đồ đó, công viên cá sắc gòn đây mọi người ơi. Đó, một cái chú cá mập rất là cute luôn. Rồi đó, nói chung là chủ đề nó màu xanh nước biển nha các bạn ơi. Trông giống như cái đồ gấu màu xanh xanh đó các bạn ơi. Em nhìn con cá mập này xin nó có cái tai ta. Ảo thế nhờ. Cái tai giống như là cái tai thỏ đó các bạn.
Nhưng mà thực chất đây là hai cái vai của con cá mập đó mọi người ơi. Rồi và đây chính là cái nhân vật chính của chúng ta, chiếc thuyền cá phản lực đó, thuyền phản lực cá mập tốc độ 7 có thể câu đi được hai chỗ đó mọi người ơi. Wow, wow, xịn chưa các bạn ơi. Ủa là chờ thì này được hai người luôn và câu được chứ, quá là bá đạo đó nha. Rồi nó xịn nó chạy như thế, ui là trời, nó còn bay được kìa các bạn ơi. Ghê gớm. Đó các bạn thấy cái thuyền này mà nó bay được chưa? Oh my god. Wow. Rồi phải sẵn là tranh thủ đi kia thuyền của chị Thảo nha. Đó hả, mình cũng đã đi lên là các bạn ở đó đi được hai người kìa. Wow, xin xò. Đó con cá nó phóng rất là nhanh luôn các bạn ơi, tại tốc độ 7 mà mọi người. Và các bạn nào mà đang có crush đó hoặc là có người yêu và có muốn chở bạn bè thì có thể là mua cái chiếc thuyền cá mập này nha. Đó rất là tiện lợi luôn. Đó nói chung là 3 trong 1 nha các bạn ơi, không thể là bỏ lỡ. Và tôi cũng đang có một cái chiếc thuyền cũng là thuyền cá mập đó, nó bự chưa các bạn ơi. Nhưng mà cái thuyền này thì tốc độ nó hơi chậm mọi người, tại là thuyền đời đầu á. Đó nên cái tốc độ nó không thể nào mà nhanh bằng cái thuyền cá mập sắc gôn này được. Đó với lại nó chỉ có cũng có câu đó các bạn ơi, nhưng mà đi được một người à. Đó thì nó vẫn thua nha các bạn ơi. Rồi và các bạn thích chọn cái thuyền nào? Đó, thuyền cá mập to hay là thuyền cá mập nhỏ? Rồi thì mình phải chờ là khoảng là tầm 2 ngày sau mình có thể review cho các bạn được. Tại là nay là game vẫn chưa gửi feedback cho mình. Ủa là chờ, mong là ngày mai game gửi sớm cho mình để mình review cho các bạn nha. Đó, tất cả các món đồ nội thất luôn. Wow, và ngày hôm nay là trong shop cái hàng lại tiếp tục các bạn ơi. Đó, sale cuối tuần nè. Ủa là chờ cái bộ đồ 379k. Đó, giảm còn 149k các bạn ơi. Sale 60%. Nope. Rồi xong luôn, đó cái đầm này hồi xưa là mình mua là 379k nha các bạn ơi. Hồi xưa là mình suy nghĩ bấm bụng đó, nằm thức đêm để suy nghĩ có nên mua hay là không đó các bạn ơi. Tại là vì nó quá là đắt, 370 mấy k mọi người. Rồi đó thì mình mua bữa nay nó giảm xuống còn 170 mấy k. Rồi đó khóc cạn nước mắt luôn các bạn ơi. Rồi xin mua trận đám cưới cũng đẹp nè. Đó 249k, sale 40% nè mọi người ơi. Rồi nhưng mà ngày hôm nay là đặc biệt nha các bạn. Đó sale toàn là đồ đám cưới không à. Đó toàn là lễ phục đám cưới không các bạn ơi. Đó bạn nào tranh thủ cưới lẹ nha. Đó mua về đây đám cưới nha các bạn ơi. Và nói chung là game sale như thế này thì ai dám mà mua nữa các bạn ơi. Đó chắc tôi không dám nẹp tôi mua đồ nữa đâu. Tại là đồ mới mua ra toàn là sale lại. Sale mà 50% 60% không à. Ai mà đỡ cho được các bạn. Đó tiền đâu phải là lá mít đâu mọi người ơi. Rồi hộp cuối cùng. Wow, ra cái đồ gì đây? Wow, ta nhận phù thủy yêu tinh. Rồi tôi xin rút lại cái lời nói lúc nãy nha. Đó, game rất là tuyệt vời. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Và sắp tới là game ra thêm các món trang phục mới nè các bạn ơi. Rồi trang phục đầu tiên trông giống như là một cái đầm váy đỏ hoa hồng nha các bạn ơi. Và set này gồm là 5 món nè. Tiếp thì là cái bộ trang phục hình như là dành cho nam các bạn ơi. Mừng rơi nước mắt luôn. Đó cũng là 5 món và có cái mặt mèo kìa. Trông giống như là trang phục của game thủ đó các bạn. Tiếp theo là trang phục dành cho nữ nha các bạn ơi. Và cái set này gồm là 6 món đồ nè. Phải có cái khuôn mặt nó kia. Trông giống như là đồ của idol ca sĩ đó các bạn. Oh my god. Wow. Wow, vừa đi chiếc thuyền này là có bóng 6 liền nè các bạn ơi. Bữa giờ là mình đang khát bóng 6 đó các bạn. Nhưng mà không hiểu sao là bữa nay rất là hên nha. Đó vừa tới câu cái bóng 6 liền à. Rồi và cá khổng lồ nha các bạn, không phải là cá quái vật rồi. Đó và các bạn thấy cái chiếc cần câu của mình kiểu có lợi hại hay không mọi người. Đó kiểu 2 phát muốn trắng cái cây máu kìa các bạn ơi. 3 phát rồi. Kiểu khá là nhanh luôn các bạn ơi. 4 phát nè. Rồi 5 phát. Wow, quá là mau luôn. Rồi lên thương long đen các bạn ơi. Và đó là sức mạnh của khi ép 100% sức mạnh vô cái cần đó mọi người. Đó là kéo kéo rất là nhanh luôn. Chị Thảo cũng vừa lên con thương long đen giống mình kia. Wow, thêm cái chiếc bóng 6 nữa nè các bạn ơi. Bữa nay sao mà hên dữ vậy ta. Hình như là game trẻ bóng 6 cho mình nè các bạn ơi. Rồi để mình kéo coi là mấy phát nha. Đỏ 2 phát nè các bạn. Đó 3 phát nha. 4 phát các bạn ơi. Kéo ghê chưa. 5 phát. Rồi phát cuối cùng. Rồi xong, đã không lên cái con gì xịn sò hết các bạn ơi, lại tiếp tục kéo voi đầu bò. Ta-da, rồi bữa nay mình sẽ là đầu tư thêm các bình nước phép để mình nâng cấp cái con bé tinh văn này nha các bạn ơi. Đó, bây giờ là mình chưa có nuôi nó lớn được, vậy bữa nay có mấy bình nước phép nè. Đó, mình sẽ cho nó uống để mình max level nha các bạn ơi. Coi là tốn mấy bình nha. Rồi, bình đầu tiên, lên level mấy đây. Wow, bữa giờ là người ta ghép xong hết các bạn ơi, đó bây giờ đến lượt tôi nè. U ra trời, mình thuộc là chậm nhất luôn á các bạn. Rồi như là lên level 5 rồi các bạn ơi. Rồi hình như là còn được 2 bình nữa đó. Ok, bình tiếp theo.
Đó, rất là nhiều bình nước phép luôn. Tại là hôm qua mình đi kiếm rất là nhiều cái nguyên liệu á. Rồi, lên level mấy đây? Wow, wow, tinh văn bự đó các bạn ơi. Con rồng siêu to, rất là ngầu luôn. Rồi, chưa max level các bạn. Như là phải thêm một bình nữa. Hình như là không đủ các bạn ơi. Một bình vẫn chưa đủ nha, tại là cũng hơi thiếu quá các bạn. Rồi cái gì mình sẽ là chăm biết nó sau nha, trở lên cũng được. Nope. Rồi, thiếu tầm 50 điểm nữa đó các bạn. Đó, nhưng mà mình đang suy nghĩ có nên là ghép cho nó cưỡi hay không nha các bạn ơi. Nhưng mà từ từ mọi người. Để là mình ghép 4 con lại với nhau rồi mình cưỡi một lần nha các bạn. Đó, chứ không công lắc nhắc nữa. Rồi, mình sẽ nhận cái phần trong cái thành tích sâu tạc rồng này. Đó, một cái tượng tinh văn này các bạn ơi. Rồi còn cái tượng cuối cùng chắc là lâu lắm á. Phải chờ hết cuối sự kiện tôi mới chế được các bạn ơi. Giờ thì chưa đủ cái nguyên liệu để chế tạo đâu mọi người. Ok. Và theo mình thấy là các bạn nên là đi đập cây như thế này nè. Đó, đi khai thác những cái cây yêu tinh á. Để chúng ta kiếm thêm các quả trứng nha. Tại là theo mình thấy là khi câu với đi bắt slime á. Đó, mình thấy khai thác cái cây quái vật này nó sẽ ra trứng rất là nhiều á. Nói chung rất là dễ luôn đó. Một trong hai nha các bạn ơi. Ý con, từ từ, mình vừa thấy một cái vật thể lạ gì đó nó đang nhảy các bạn ơi. Từ từ, mình vừa phát hiện có một cái con ếch. Rồi, các bạn thấy con ếch đó chưa? Đó, ếch kìa các bạn ơi, ếch vip. Ếch vàng ban ha ha đây. Rồi, đó, cái này là con này mình đã cấp full vương miệng rồi. Oh no. Cái con thường con vương miệng rồi đó các bạn ơi, nhưng mà mình vẫn muốn bắt cơ. Tại là ếch vip mà các bạn, nó sao mà bỏ qua được. Nói chung là bắt cái đã kiếm tiền sao nha mọi người ơi. Chứ bây giờ là mình đang rất là thèm tiền sao. Oh no. Tiền sao của mình là từ 600 mấy chục k mà xuống còn là 39k là các bạn thấy là mình thiếu cỡ nào rồi đó. Đấy, cũng vì là đang chế cần và cũng như là chế tạo mấy ép cần đó các bạn ơi. Đấy, mấy cái dòng chỉ số S nó báo mình quá báo luôn. Trời ơi, phải nói chung là bắt cái con ếch bè này mà này hết sức là mệt mỏi luôn nha các bạn ơi. Nó cứ nhảy tới nhảy lui hoài à. Đó, rồi cuối cùng đã bắt thành công đây mọi người ơi. Rồi, không có cái nón dương miệng rồi, nó mới chỉ là 485 tiền sao thôi. Nope. Ok, rồi, và như vậy cái video clip của mình đến đây cũng đã kết thúc. Và xin chào và hẹn các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da.